Sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, nhiều chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn ban hành từ đầu năm đến nay bắt đầu có hiệu ứng tác động, Nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực như thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, đầu tư công, khơi thông điểm nghẽn về dòng tiền trong nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tại nghị quyết số 01 của chính phủ là 5,6%. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng, trung bình mỗi năm khoảng 9,9%. Điều này đã ảnh hưởng tới mục tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân và chính sách an sinh xã hội. Thẩm tra về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, diễn biến tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023 bộc lộ những khó khăn, thách thức tiếp diễn từ quý 4 2022 gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, chống chịu của hệ thống tài chính, ngân hàng, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn của thị trường tài chính tiền tệ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó, phòng chống kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19 và tháo gỡ triệt để khó khăn vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế.